Ngọc Hoàng Thượng Đế, bấm sắc đại tử thanh đồng, đế thị hạnh đức hiểu trần thanh nhàm, sắc văn kim cứu vì Việt Nam quốc hải phòng thành, ý nguyên huyện lễ chân quận Nam Sơn phường cầu cấp số nhà 79 y vụ Ngọc Điện đối linh từ cô sứ tư thượng phụng bắt đánh hiến cung đương thiên nam phát thâu tỉnh Phật tuyến kinh nhàm cung minh tư phụ xuất phủ trình đồng ai phủ kéo cầu thoát nạn bình an tòng nhạc cổ hoàm kiến trình cung mệnh khai phủ tám niên tái khóa bừng đồng cấp sắc bảo mệnh bình an thiên sinh tràn thọ thường kim thần đệ tử cánh đồng trưởng lê minh quý lê văn quý đức trần minh quý đệ tử con phụng sự bất thiên thánh tại cái hải phòng thành ý nguyên huyện Dương Quan xã Tả Quan thôn Bắc Vàng xóm đệ tử con cũng cấp truyền cho đệ tử thanh đồng đệ thị hiệu trần thanh ta vi từ thân bản mệnh sinh mẫu tuất niên nữa đoan thời thần chân trung thiên tính chúa bắc cực tử vi trường sinh đại đế liệt tuế tinh tân tinh quân bình viết bình địa mộc hành danh ngũ thập bát tuế ai trạng cấp thái thượng ngũ đô chính nhất pháp sư đạo lưu thần dũng hành văn văn sang tiền sân này văn văn sang tiền sân quan về tôi xếp biên so từ về so từ trang sinh đời chữ chữ sinh ông thuê đời chữ chữ sinh chữ phú chữ quý tiền tiền tinh tinh đời này tôi đi đi cũng mong đi sinh nhà phú quý phúc hôm nay tổ chỉ cần cho các chủ đề bình an dân đã tốt hài xưa đã chơi thầy quân quân làm tôi I'm
các quan về cấp sắc cho đồng đồng người cung phụ đệ tử đời đời kinh 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 qua. Quan về quan sát tâm chủ nguyện, đồ cho đệ tử đời đời vinh quang. Vào quỷ tấu họp bàn mong họp bàn mong dăm ba điều ca phủ chém diều đào quan chú tiếp quan anh ở bên đầu xó mắt chẳng chẳng thay anh đàn ca sáo thổi hầu quan nhìn trước rất lâu diều lưu ly tử coi chương có phèn chơi hoa cúc hoa tình hoa lan hoa huệ tứ kỳ bách bách hoa cảnh già già chiều thanh thanh yêu bạn tùng tùng về cành chúc chúc mùa vui yên hoa phòng mình hoa phụ hoa hình tổ tổ hoa hoa phép chóc chóc tà ngày trừ tình nam thiên cảnh ngày nam thiên cảnh ngày nở trong trong chiều phố cát tiếng lừng lừng vang quan ra vang sát anh linh linh đã bao phen quan phúc mệnh trên thiên đình thay quyền thượng đến quan cứu người trần gian ngâm cơ tàu ui ngâm cơ tàu xoay vần vần sông thác hãy tu đi rồi để cho ngày phải ngâm công thế sự vô thường sinh sinh sao cho đáng con người rồi sinh quán tam giới quyền hành sinh sát lương cảm khôn khoan năm năm quát trong tay công công từ sắc sắc mình vua ban số sinh sinh số tử liệt hà quan chu phê năm binh binh dần dần năm năm binh binh dần dần ngày mùng mười tháng một đêm thái hậu hoàng sinh linh sáng tôn hoàng các bách hoàng vòng vòng tấu trùng trùng chùa mê lòng bút sắc phong quan thẻ vàng thái tử đệ tam minh cung thỉnh mời quan lâm thái tử đệ tam minh
một chữ nhà tông để toàn quan các hòa trong đoàn trong gì hiện là kim ngân quan sang dân lên ông về đầu tôi chết biên to từ cho tôi đi trường sinh khai quan sang nhà ông về xuống chúng ta xin ta thức tăng xong là con
là tâm tâm yêu thân thân con và chính chính tình đề con xa. Này là xa sông chứ chứ sông sông này là xa sông là xa con hàng con sông cháu tiến về vào làm để cùng tiến chuyện theo cánh rơi theo thầy dốc một lòng chẳng gian đơn xanh.
chúng ta duyên cá tích đắc cũng giảm kỳ phục hòa lần chúa tiên trùng dương
bóng quý ương ương quý chồng thủy khí đoan trà. Con vối quỷ tay chấp nhận thời con tâu để là để con người dân thế không biết đường mà nội không biết nói mà đường nên con mới phải biết kia sứa hết chặn mà tâu cho tường để con thể con người cứ hàng con để cứ xin là ngài cha non giá luôn xin cho pháp sự chúng con xin lạy ông cho chúng con xin tuyên chặn cho thanh đồng. Tôn phụng như nay, tôn phụng như nay, nay ngày lành tháng tốt, ngày bụt tháng tiên tiên thời địa lợi nhân hòa, để ngã tư con hai đàn biệt diện sinh bái đạo quan văn làm. Thỉnh thập phương tam bảo sơ trạng linh tứ phủ vạn linh hội đèn dòng chứng giám phàm kình đệ tử con tinh phúc cầu linh vọng bái trước đàn việc chúng hương đăng chúng con đâu dám ngại việc quá nghi vui vẻ mừng xin kính mời ngũ vị tôn ông ngài xa giá hội đồng chứng kiến đệ tử con dâng hương bái thỉnh chứng đàn nghi chấp trạng giao thông chứng chầu hoa diệu chúc quốc phong tấu ngũ vị tôn ông ngài chấp chiếu trước đàn việc lễ nghi tuy có theo trong dạ càng đều thành kính hữu sự việc cầu an đệ tử chúng con chim tấu bái tận tình nhà mẹ có tài mã phả thi tố hảo để có kim ngân bài hoa hải xảo hình nhân tích tướng tượng mã thuyền rồng đội ơn ngũ vị tôn ông ngài tiến cung các cung các cửa mùi xả hương ngát đưa rực rỡ tiếng cung văn đàn ngọt giọng xuất ca ngâm nát tính tình càng phúc chiếu ra môn tam đà đao ngự kim ngọc mãn đường tam tôn quy tử tham gia sản xuất nông nhập bội thu mùa màng tươi tốt chăn nuôi gia súc phát triển thành bài nhật tăng lợi nhuận kinh doanh thương nghiệp nhật tăng đa phương tin ái phát triển cùng toàn đồng vũ châu lục địa đại phát đại cường đại doanh đại nghiệp xa chung nội ngoại trên dưới thuận lòng phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn khải hoàn viên mãn lộc gia như phong vũ thuận thời tài lâm môn như vân xa tuyệt dáng đa cát cánh hạ hưởng bình an thu tống tam tài đồng minh bách phúc gia hòa cảnh tươi nhãn thần hạ tình vô nhâm kinh thiết bình danh chi chi cần sơ thiên vận ta chính tâm nhé nhưng mà không là nhất tâm tưởng và tâm cầu nhé canh đàn thế nhé ta đang khen quan tâm nhé làm sức mạnh tóc xì tâm cầu thị trưởng nhé tôi vẫn còn cứu khỏi thanh đồng của bà nhé cứu bị cho anh làm bà nhé chưa có nhé không nghe bà cái đấy nhé từ giờ đến lúc nhé để trình sắc trình đồng để trình lên điện của nhà có nên để non ta cái đấy nhé để đi đâu anh làm bà nhé để anh làm bà nhé còn cứu nhé
sang tiếp tiếp ngay này này bắt chắc rất quan về tôi xếp biên so từ phi cho làm sinh nhị từ rằng sinh phi cho chắc sinh nhà phú quý nay thọ dừng đầu do tiếp trục thủy an sống ở trên đời khi
thiên sinh văn vũ hùng tài, quan thuần lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Đội lệnh cứu trùng để cứu đồ sinh nhân. Ai mà cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Một nguyện cầu, một nguyện cầu sáng phúc trừ tay, đồng gia tín chủ ai ai cũng thọ trường. Hai nguyện cầu cho buôn bán sắm đường, tiền tài có bạc vàng mềm đề. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho công cầu gặp bên đệ tử con phú quý sang giàu. Bốn nguyện cầu đệ tử sống thật lâu, nhờ ơn quán lớn phúc lâu lâu được giàu bên. Giặc triều đà cố ý sông lăng, triều đình hạ lệnh tiến chinh, thuyền bè qua bến sông tranh tranh nghìn dầm trời. Và nước siêu sinh thân gia hình, phó vô trai bắt thải lập đình, sắp phong quan điều đất nên thành đình nhờ khắc cử. Thân gia hình là con vua thứ hai triều đường, là con vua thứ hai bởi vua Lê Thái Tổ. Ngày xuân phủ tiên lâu hầu 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 Yeah.
sai cho tới bạn sai một phút vui hôm đi đẹp ngày ta xuống yên phố đồ dày còn có lực cho nhiều mai năm xưa anh đồng ngọt em nhớ ba mươi một mười tư ôm sông ba mươi một bye.
Phật Thánh, mày là mày là pháp văn, mày là cùng với các hành động đạo quan, bắt ra trăm họ như là bà cụ. Thánh gia
cung. Thanh máu về mà tiền thành hiện tại kim mô phong khoảnh khắc nhân thân tự biến mang phẩm thịnh nhật xa dương nhưng nặng tiêu tai trước năm vô nhang cũng rằng bồ tát ma tát năm vô nhang cũng rằng bồ tát ma tát năm vô nhang cũng rằng bồ tát thành ra chẳng chẳng chiều ngày có lệnh chuyện rằng ai quân quan thủy tổ đều là chữ dịch lão hoàng hồ binh như lão hoàng mày mày đánh đông xem bắt nghe cũng hoài mọi nâng nâng thành ra thành ra
nhớ xưa người đời trần tình sinh cô bé người quan hệ tốt tươi anh ra hì trịnh hướng đông 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 nghe ngôi đi đi tờ lập trịnh hướng đông đông nghe tình bóng cậu bé đông đông chú mượn thì mời chú đệ nhất đây tây điên đây là người vợ dân văn khúc mẫu tây thiên hoàng phi đệ thất hồng bờ vương em chỉ đi Hãy subscribe.
xe phẩy thân thân tiên sáng trần tốt tươi mọi vẻ thanh thanh tân 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 phải xa cả đời.
hòa bình đi lên bầu trên hòa bình thắp bờ cầu chuông hữu tình siết tay.